Hello, chào cô chú anh chị ha. Nay em sẽ quay và chia sẻ cho cô chú anh chị một mẫu xe rất là nhỏ gọn thôi, nhưng mà nó thật sự em nói với anh chị là nó trang bị túi khí là quanh xe luôn. Xe này là nó trang bị lận tới 6 túi khí là. Nhìn cái xe rất là đơn giản thôi mà sao mà nó trang bị túi khí dữ như thế, thì em và cùng bà con đi một vòng ha, coi cái xe này nó như thế nào và nó đặc biệt nó ra sao. Xe thì chỉ là xe số sàn thôi, bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết. Anh chị thấy nó mẫu mẹ thì nó không có gì hết à. Nó là dòng Toyota Yaris, được một cái nước sơn là nước sơn màu bạc, mâm thì mâm đúc à. Thì theo em thì nước sơn này em thấy một vòng thì nói chung là xe đẹp, không có chạy xước gì hết ha. Đây, cho anh chị về phía đầu xe nè. Form này thì nhìn được thôi ha, chứ không đẹp lắm. Tại vì cái form này mẫu rất là cũ rồi. Đời của nó, đời có 206 thôi, máy có 1 chấm. Cái này xe nhập Pháp anh chị ơi. Nghe rất là lạ ha, Toyota mà nhập Pháp luôn. Đây, em sẽ đang có cái sổ đăng kiểm đây, tại vì em thấy là xe này mà nhập từ bên Pháp luôn thì nó rất là dữ ha. Tại đâm ra em mới nghĩ là ủa sao nó trang bị túi khí quá nhiều như thế. Tại vì bên nước ngoài thì người ta quan trọng là tính mạng ha, con người, cho nên là người ta rất là kỹ về cái vấn đề đó. Đây, Toyota là Yaris này anh chị nè. Năm sản xuất và nước sản xuất 206 đó, nước sản xuất là nước Pháp ha. Xe này nhập từ bên Pháp về. Đây, cho anh chị xem nè. Máy xăng ha. Máy của nó có 1 chấm thôi nè, 998 nè, máy 1 chấm ha. Và xe này sử dụng 5 chỗ ngồi. Đó, đăng kiểm thì tháng 5 22 năm 22. Đó. Rất là ấn tượng. Thì bây giờ em sẽ đi sơ một vòng nè cho anh chị xem nè. Bây giờ em sẽ đề máy lên thử coi là những cái chức năng của bên trong này nó như thế nào, máy móc nó ra sao ha. Xe thì có đồ mốt, có đầy đủ hết nha. Có lốp cửa. Đây, cho anh chị vô sâu bên trong này chút xíu nè. Em thấy là xe thì xe số sàn thôi. Vô lăng, màn hình đầy đủ hết. Và những cái tắp bi, tắp lô này trong này nè anh chị. Những cái tắp bi, tắp lô rất là đẹp. Để em bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái túi khí nha. Đây nè, bên này một cái túi khí ha. Và bên tài xế này là sẽ có, là vô lăng này sẽ có một túi khí. Và trên này, đây bên trên này một cái túi khí bên này. Hai bên ha, hai bên hai túi khí. Và đằng sau của chiếc xe này thì sẽ có hai túi khí, hai bên góc, hai bên. Nhanh chị thấy không? Trang bị rất là nhiều túi khí. Trần thì trần nỉ rin. Màn hình, màn chính in. Đâu, để em coi trong này. Đây, mấy màn hình này có xài sim luôn nha. Xài sim thì anh chị sẽ là có 3G để anh chị lên mạng, hoặc là coi như chỉ đường, việc mát ha. Xe thì cái kiến sau này anh chị nè, nó sẽ có là phím bấm, kiến sau nó nằm bên này. Anh chị mới thấy không nè, bấm à, bấm kiến lên xuống bên này. Đây, bây giờ em sẽ quay cho anh chị từng cánh cửa cho anh chị xem. Xe thì zin nguyên xe ha, zin nguyên xe. Nhất là những cái phần này nè anh chị nè, là nó bằng da anh chị, bằng da, bằng vải, nhưng mà còn sạch ha, không rách rưới gì hết. Nhất là phần nhựa này cũng vậy nè. Kiến lên xuống thì mượt mà. Đây, cho anh chị xem luôn phần cửa này. Xe này thì là xe gia đình đi, cho nên là chất lượng xe thì rất là hoàn hảo ha, đẹp, sùng chỉ nguyên zin. Phím bấm thì lên xuống, cửa sau nó nằm đây. Mấy cái này nó bằng vải ha. Em nghĩ cái này nếu mà xài mà không kỹ là nó rất là dơ. Nó dơ luôn. Đây, giờ em sẽ ngồi vô bên trong này cho anh chị xem. Cái dòng này nó cũng như mấy cái dòng morning thôi, ngồi nó cũng
không được rộng rãi, thoải mái lắm, ngồi cũng được thôi ha. Này chạy chắc vòng vòng đi chơi ha, đi chợ ha, thì ok. Đây cho anh chị xem cái phần cốp sau. Cốp sau thì mình mở, mình nhấn cái này vô nha. Nè, có ổ khóa nè, nhấn vô nè. Đây. Phần cốp thì nó quá chật. Phần cốp này nó rất là chật. Nếu mà để đồ thì không để được cái gì hết. Em thấy là riêng cái phần cốp này đánh giá của em là thấy là tệ. Dưới này nó sẽ có bánh xe cua như thế này ha. Ừ, đây xung chị. Đinh bấm. Nhất là những ốc này, tán ốc này anh chị nè, là chưa tháo ha. Chưa bung ha. Đây, chưa bung luôn ha. Ừ. Đây, bên này vậy. Tại trước khi bên em đi mua xe thì bên em cũng đã coi kỹ ha. Bây giờ em sẽ chia sẻ lại cho anh chị xem. Này. Xe thì biển số thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị nào mà thành phố Hồ Chí Minh thì mua những cái xe này thì không tốn tiền ra biển số ha. Rồi, cho anh chị xem luôn. Trong này thì nó hơi chật một chút xíu. Tại vì xe, lượng xe của bên em đợt này về rất là nhiều. Thì cho nên là không có thể nào chạy ra được ha. Thì cho nên anh chị thông cảm. Anh chị nào mà thích cái mẫu xe này hoặc là những cái mẫu xe nào đó thì cứ lên xem xe trực tiếp ha. Rồi mình quay vô thẳng kêu cái bạn tóc tóc lô, bạn điện điện á, đó nó rất là đẹp ha, nó sâu bên trong luôn á. Xe thì chỉ có là camera xe, camera hành trình đó, có đủ hết ha. Rồi bây giờ em sẽ mở luôn cái phần nắp capo cho anh chị xem về cái phần khoang máy. Những cái xe này nước tôn này rất là dày và chất lượng, rất là chắc chắn luôn. Đây khoang máy nè anh chị, đây cho anh chị xem nè, ốc capo chưa tháo ha. Đó, nguyên hết ha. Nên đây là chủ trước đi rất kỹ Toyota. Nè, bên này keo chỉ ha, ốc capo ha. Đó này nó hơi xấu nè, nó bị cậy cái bát thôi ha. Đây trong này nguyên hết và máy nổ cực êm. Về phần máy móc á, thì bên em sẽ thay nhớt mới cho anh chị hết ha, toàn bộ xe của bên em về em sẽ thay mới nhớt hết và em sẽ bảo hành máy. Thưa cô chú anh chị, những cái dòng xe như thế này thì sẽ bảo hành máy trong vòng 3 tháng. Thì bên em đang đưa ra một cái giá là 220 triệu cho một chiếc xe như thế này đời 2006. Thì anh chị nào mà cảm thấy là nếu mến, nếu mà thích cái xe dòng này và có đã chạy thử rồi chị thì thích thì có thể là lấy chiếc này ha về đi gia đình. Thì tại vì nó rất là nhỏ gọn và đặc biệt nó trang bị túi khí rất là nhiều, an toàn rất cao ha. Cho nên là những cái xe này thật phải nói là anh chị cứ lên thực tế trải nghiệm thử, chạy thử xem gầm bể như thế nào và máy móc ok hay không rồi mình quyết định lấy về đi gia đình ha. Thôi em xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh chị.